luyện viên Indonesia khen ông Chu Xi là huấn luyện viên giỏi nhất ở bán kết, khao khát thắng U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Indra Shafi gọi ông Philip Chu Xi là chiến lược gia giỏi nhất ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32, đồng thời mong muốn U22 Indonesia sẽ kiểm soát thế trận để đánh bại U22 Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã giúp U22 Indonesia vào đến bán kết. Ở vòng đấu này, mọi đội bóng đều chất lượng và khao khát góp mặt ở trận chung kết, huấn luyện viên Indra Shafi của U22 Indonesia chia sẻ tại cuộc họp báo trưa ngày 12 tháng 5, trước thềm trận gặp U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. U22 Indonesia đã chơi thành công ở vòng bảng khi toàn thắng 4 trận, giành ngôi đầu đầy thuyết phục. Các học trò của huấn luyện viên Shafi lần lượt đánh bại U22 Philippines 3-0, U22 Myanmar 5-0, U22 Timor Leste 3-0 và U22 Campuchia 3-0. Tuy nhiên, U22 Indonesia đã toàn thua trước U22 Việt Nam trong 3 lần gần nhất đối đầu ở SEA Games, mà 2 trận trong số đó diễn ra khi ông Shafi ngồi trên băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân của U22 Indonesia mong muốn học trò sẽ kiểm soát trận đấu. Ông cũng đánh giá huấn luyện viên Philip Chu Xi của U22 Việt Nam là chiến lược gia giỏi nhất ở vòng bán kết. U22 Việt Nam có huấn luyện viên mới, nên ngay từ trận đấu tiên cho đến lúc này, chúng tôi đã theo dõi quá trình chuẩn bị của họ. U22 Indonesia cần kiểm soát trận đấu ngày mai. Chúng tôi đang tập luyện chuẩn bị để cố gắng thắng huấn luyện viên giỏi nhất ở bán kết. U22 Indonesia đã thắng 4 trận ở vòng bảng, nhưng đó mới chỉ là bước 1. Còn bước 2 của U22 Indonesia là phải vượt qua bán kết. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã xoay vòng lực lượng tốt ở vòng bảng. U22 Indonesia hiện có đội hình tốt để chuẩn bị cho bán kết, huấn luyện viên Shafi nêu quan điểm. Huấn luyện viên Shafi cho rằng những cuộc chạm trán với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam trong quá khứ sẽ giúp đội bóng của ông có thêm kinh nghiệm. Ở Đông Nam Á, U22 Indonesia luôn gặp những đội bóng quen thuộc. Tôi có những câu chuyện, ký ức về những trận đấu mà U22 Indonesia đã có trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan ở SEA Games 30 hay tại sân chơi AFF Cup. Việt Nam và Thái Lan đều là những đội chất lượng. Chúng tôi đã từng thắng, hòa hay thua trước họ. Đây là những khoảnh khắc thể thao. U22 Indonesia sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể nhằm giành chiến thắng. Tôi cũng được biết đội tuyển Indonesia và Việt Nam chung bảng ở ASEAN Cup 2023. Đây là những giải đấu lớn, các đội phải chuẩn bị tốt. Tuy nhiên trước mắt, tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, ông Shafi chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.